tiếp nối chương trình anh chị kính mời quý vị theo dõi bài phóng sự của đài bbc mạng xã hội việt nam ngưỡng mộ phần lan sau tuyên bố của thủ tướng phần lan rằng nước này sẽ quyết định việc gia nhập nato chỉ trong vài tuần tới chỉ số tìm kiếm trên internet của người việt về quốc gia này tăng đột biến trong tuần qua là một quốc gia trung lập không liên kết quân sự nhưng trước những biến động làm thay đổi bối cảnh an ninh tại châu âu từ khi nga xâm lược ukraine phần lan đang cân nhắc tham gia vào nato thông tin này nhanh chóng được cộng đồng mạng việt nam chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn các ý kiến từ người dùng Facebook Việt Nam chủ yếu bày tỏ sự thắng phục quốc gia nhỏ bé nhưng có nhiều thành tựu đáng nể này. Ngưỡng mộ Thủ tướng Phần Lan Nhiều bình luận về chủ trương và phát biểu mạnh mẽ của bà Sanna Marin, Thủ tướng Phần Lan, đã được cộng đồng mạng xã hội Việt Nam chia sẻ. Bạn Phong Lê viết, xứng đáng là chị em của Thái Anh Văn, hai người phụ nữ quyền lực nhất thế giới hiện nay và xứng đáng cho cánh đàn ông phải học hỏi hai người phụ nữ có lá gan khác người này thịnh trương thì ca ngợi. Rất là khéo léo, gây áp lực để Putin phải chấm dứt sớm chiến tranh. Còn nếu vẫn tiếp tục kéo dài thì buộc Phần Lan phải vào NATO để được bảo vệ. Bên cạnh đó, lại vạch trần được cái cớ của Putin khi đánh Ukraine. Nhà thơ Bùi Chí Vinh cũng đăng trên trang cá nhân một bài thơ khen ngợi bà Thủ tướng Phần Lan. Trong đó có đoạn, nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói với Putin sẵn sàng đón quân xâm lược Nga đến thăm 200.000 lính viễn chinh tổ tiên nằm vùi thay dưới đất. Nếu Moscow không tin vào nước mắt thì Helsinki chỉ tin ở nụ cười. Vâng, Bang lưu thì bày tỏ rằng xin cảm ơn nước Nga anh hùng vì hành động của họ đã giúp cho Phần Lan và Thụy Điển tỉnh ngộ và nộp đơn gia nhập NATO. Cũng xin cảm ơn nước Nga anh hùng đã giúp cho nước Mỹ và châu Âu gắn bó hơn bao giờ hết, chưa bao giờ mà Nga giúp cho thế giới nhiều như vậy. Nguyễn Hùng Đăng viết Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO không biết Putin kiếm cái cớ gì đây để có hành động quân sự đặc biệt. Chẳng lẽ diệt phát xít hoài? Nên nhớ dân tộc Viking không có vừa đâu, đã từng viết đầu Nga mấy trận rồi đó. Còn danh khoản minh chiến thì nhận định rằng toàn rồi Putin ơi, đi vào vết xe đổ của Hitler, Putin ép một Ukraine không được vào NATO nhưng lại thêm hai nước chuẩn bị tham gia NATO là Phần Lan và Thụy Điển. Giấc mơ Phần Lan của người Việt nhiều người dùng Facebook so sánh tình trạng của Phần Lan với Việt Nam cho rằng, cũng giống Phần Lan ở cạnh Nga, Việt Nam phải ở cạnh một siêu cường là Trung Quốc. Nga từng xâm lược Phần Lan vào năm 1940-1941, trong khi lịch sử Việt Nam cũng ghi nhận Trung Quốc nhiều lần xâm lược trong quá khứ và hiện tại đang có tranh chấp trên Biển Đông. Một số người qua đó bày tỏ mong muốn Việt Nam có được một vị thế cao hơn, lãnh đạo mạnh mẽ hơn giống như Phần Lan. Phát biểu trên trang cá nhân, blogger Võ Văn Tạo viết, Tôi mơ một ngày, trước giọng điệu trịch thượng đe dọa sặc mùi thuốc súng từ phía Bắc Kinh, Hà Nội giọng giạc đáp trả. Nếu các người vội quên vô số bài học lịch sử cứ liều lĩnh xâm lăng, thì hàng triệu âm hồn Trung Hoa đền tội ở Gò Đống Đa, Chi Lăng, Bạch Đằng, Vạn Kiếp sẽ chờ đón các người. Thái Phạm bình luận rằng, bọn giặc tàu khi xưa vui thay ở nước ta nhiều lắm lắm, ước gì có xếp nào dám tuyên bố như nữ thủ tướng Phần Lan khi giặc tàu hăm he nước ta nhỉ? Tuy nhiên, cũng có những nhận định khác. Trúc Huỳnh Di viết rằng, NATO hiếu chiến thật, mafia vũ trụ, bày đàn để đàn áp những khu vực nhằm trục lợi chứ chẳng tốt đẹp gì. Đừng hỏi tại sao họ giàu. Duy Lâm Lê lại nói, Phần Lan chỉ có 5 triệu dân, đang yên bình, nay lại muốn liên kết quân sự để chống Nga. Nga không để yên là khả năng cao sẽ răng đe như đang hành cho Ukraine. NATO không nhân nhượng thì đừng thách Nga khi đắm đò giặt mẹt, họ dám làm. Truyền thông Việt Nam cũng thường nhắc tới các thành tựu nổi bật của Phần Lan với các thành tựu nổi bật về kinh tế, giáo dục, môi trường được xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 5 năm liên tiếp từ năm 2018 đến năm 2022. Việt Nam và Phần Lan xây dựng quan hệ ngoại giao từ năm 1973 nên giáo dục Phần Lan từ lâu vẫn được truyền thông Việt Nam ca ngợi. Trường quốc tế Việt Nam Phần Lan đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2020. Chính phủ Phần Lan cấp vốn vay cho các dự án tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như môi trường, năng lượng sạch, đô thị thông minh, xã hội, khoa học công nghệ. Người Việt Nam cũng biết tới Phần Lan là nơi bắt nguồn cổ tích ông già Noel, nơi trò chơi nổi tiếng Angry Birds ra đời nơi có thể chiêm ngưỡng cực quan lộng lẫy, nơi có chỉ số ô nhiễm không khí vào loại thấp nhất thế giới. Một số bình luận từ người Việt trên mạng xã hội nhấn mạnh rằng tuy chỉ có hơn 5 triệu dân, nhưng Phần Lan hiện được lãnh đạo bởi nữ thủ tướng vẫn độc lập với Nga, một siêu cường quốc hạt nhân bên cạnh. Điều đó có thể khiến quốc gia có cả trăm triệu dân phải chặn lòng về quan hệ với Trung Quốc. Tài khoản có tên Mỹ Lan viết rằng, đàn bà nước họ kiêu hùng biết bao, thương cho một đất nước, không có nổi một lời đanh thép anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh tâm thức việt ttv hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau